Bản tin chiều 3 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết, có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh và Bắc Ninh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.626 bệnh nhân. Thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới cụ thể như sau. Bệnh nhân 2.621 đến 2.624 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là công dân Việt Nam độ tuổi từ 34 đến 51. Ngày 31 tháng 3, các bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tháng 4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân 2.625 và 2.626 là hai bệnh nhân nữ 24 tuổi ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 1 tháng 4, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 3 tháng 4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu. Tổng số người cách ly là 24.478, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 498, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.870, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 8.110. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2.383 trên tổng số 2.626 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1 là 38 ca, lần 2 là 15 ca, lần 3 là 28 ca.